hãy cùng thực hành việc đo chiều dài. Họ nói với chúng ta đoạn thẳng này dài 1 inch, vậy nên khoảng cách ở ngay đây là 1 inch. Chiếc đồ chơi này dài khoảng bao nhiêu? Ở đây có một đoạn thẳng, họ đã vẽ sẵn, vậy nên đó là 1 inch. Hãy xem nào, chúng ta cần bao nhiêu inch để đo hết đoạn chiều dài chiếc xe. Vậy nếu giờ ta vẽ thêm một đoạn khác, ở kế bên này, nếu ta tính nó không chính xác lắm, nó sẽ là 2 inch. Đó là 1 inch, đó là 2 inch đó là 3 in. Và sau đó là 4 in. Vậy nhìn chiếc xe có vẻ dài 4 in. Hãy làm một bài khác nữa, các bài toán đo chiều dài. Giờ ta có bức tranh vẽ những bông hoa, ở ngay đây họ nói với chúng ta. Bông hoa hướng dương đầu tiên dài 40cm, bông hoa hướng dương thứ hai sẽ cao bao nhiêu? Hãy nghĩ xem, nếu có một khoảng cách này, cả một chiều dài này là 40cm. Và bông hoa hướng dương này, các bạn có thể thấy chiều dài của nó. Ta sẽ vẽ một đường chấm chấm ở ngay đây, nhưng có phải nên nó cao bằng một nửa chiều dài của bông hoa hướng dương cao hơn. Vậy một nửa của 40 là bao nhiêu? 40 tức là 4 số 10, một nửa của 40 có hai số 10, vậy là nó cao 20cm ta sẽ viết ở ngay đây nhìn có vẻ như nó cao 20 cm một cách suy nghĩ khác nữa là nếu cả bông hoa hướng dương này là 40 cm thì một nửa của nó sẽ là 20 cm vậy nên đây sẽ là 10 cm ta viết nó ở đây nhé và đây sẽ là 20 cm nên đây sẽ là 30 cm và đây là 40 cm vậy nên chúng ta thấy rằng bông hoa hướng dương này cao 40 cm và khi đó bông hoa này là một nửa của bông hoa kia nó sẽ cao 20 cm.